Danh từ đơn thì nó như thế nào? Đối với danh từ đơn thì cấu trúc của nó thứ nhất là mạo từ, trạng từ, tính từ, rồi sau đó là danh từ. Chức năng của từng thành phần là tính từ bổ cho danh từ, trạng từ bổ cho tính từ, còn mạo từ thì xác định cho danh từ. Thì đối với danh từ đơn này thì chúng ta có những cái dạng sau. Thì thứ nhất là chúng ta có thể bỏ được tính từ đi không? Thì nếu mà bỏ tính từ đi thì nó sẽ còn trạng từ này và danh từ. Nếu thế thì cấu trúc của này đúng hay không? Nếu mà như này thì đang là trạng từ đang bổ cho danh từ, mạo từ thì xác định cho danh từ. Nhưng ở đây thì các bạn thấy là sai, tại vì trạng từ chỉ bổ cho tính từ thôi, trạng từ không bổ cho danh từ. Vì thế nên chỗ này sai, cấu trúc này là sai. Cái thứ hai, nếu mà chúng ta bỏ trạng từ đi được không? Chúng ta vậy sẽ còn là mạo từ, rồi sau đó là tính từ và danh từ. Thì đối với cấu trúc này thì các bạn thấy là tính từ bổ cho danh từ, mạo từ thì xác định cho danh từ. Cấu trúc này quá ổn thỏa, vì thế nên cấu trúc này đúng. Còn tiếp theo là chúng ta bỏ cả trạng từ, bỏ cả tính từ đi, vậy chỉ còn mạo từ và danh từ. Ở đây thì các bạn thấy là mạo từ thì xác định cho danh từ, vì thế nên cấu trúc này đúng. Rồi, thì trước chỗ này thì chúng ta quan tâm cái chỗ chỗ sai này. Thì đối với 25 câu sau cực kỳ hay hỏi cái chỗ này là trạng từ nó đứng giữa mạo từ và danh từ, vì thế nên trạng từ không bao giờ bổ cho danh từ, vì nên sai, chọn ngay là chỗ trạng từ này.